Xin chào anh em khán giả của Thất Trần TV nhé. Ngày hôm nay thì mình đưa các bạn đến một nơi mà ở đó có gia đình của cầu thủ đang thi đấu cho đội tuyển U23 Việt Nam, Vũ Tiến Long. Có lẽ là mình không giấu các bạn nữa, đây là con đường mà mình đang di chuyển đến nhà của Vũ Tiến Long rồi. Mình di chuyển từ Hà Nội và đây là khu vực Thanh Hóa. Chúng ta sẽ cùng xem là nhà của Tiến Long đang ở là nơi như thế nào, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem mà Tiến Long sinh ra, lớn lên, được chăm sóc và được nuôi dưỡng ở một gia đình như thế nào mọi người nhé. Anh em ơi nhé, bọn tôi đang đến cái đoạn mà phải rẽ Ủy ban Nhân dân phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa 1 km. Đấy, đi thẳng sẽ là thành phố Sầm Sơn 10 km. Thì bây giờ tôi sẽ rẽ vào đây. Rồi, rẽ vào đây. Đấy, các bạn nhìn thấy đồng không mông quạnh chưa? Đồng lúa thẳng cánh cầu bay, có cả đang như đốt rơm, đốt dạ gì đấy, khói u hết cả lên. Đấy, con đường vào nhà cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam Vũ Tiến Long, các bạn thấy thế nào? Tôi bắt đầu thì cảm thấy rất là gọi là đồng quê, rất là cảm giác như kiểu mình về quê các bạn ạ. Đấy, vắng vẻ chưa? Rồi, ở đây có những cái slogan ở bên lề đường này, nói rồi hay cử chỉ đẹp cái gì ấy. Thực hiện cái ý đó. Đấy các bạn nhìn thấy không? Có những người ta đang trồng lúa, trồng rau gì đó. Cứ đi thẳng thôi nhỉ. Đấy các bạn thấy không? Đấy là con đường vào nhà của cầu thủ Vũ Tiến Long. Ok. Đây này, đền Cô Tiên, khu du lịch biển Vinh Sơn 300 m, là tức là bản đồ nó chỉ là rẽ trái sẽ vào cái khu của nhà Tiến Long, tức là Tiến Long ở khu làng chài các bạn ạ. Đây. Ở trên bản đồ tôi đã nhìn thấy đây, các bạn nhìn xa xa kia có mấy cái thuyền kìa. Đường Hoàng Sa. Rẽ trái. Đó, rẽ trái rồi. Uầy, ở đây nhá. Thật sự là không, đường xá xấu luôn đấy. Đường vào nhà Tiến Long này. Hình như vẫn đi thẳng. Các bạn nhìn thấy chưa? Đường vào nhà tuyển thủ của chúng ta đấy, người vừa ghi bàn vào lưới Hàn Quốc đấy các bạn. Đồn biên phòng Sầm Sơn rồi. Ui, tôi mò từ thủ đô Hà Nội về đến đây này. Các bạn nhìn thấy có những người đang sửa xe máy đây này. Đang ở mặt ở khu này là khu rất là ven biển rồi. Thì bọn tôi thì được chỉ dẫn là sẽ đến vùng này, và sau đó bọn tôi có lẽ là sẽ gọi điện để hỏi thêm xem là nhà của Vũ Tiến Long ở đâu. Trước khi đó thì tôi thấy ở đây có hai cô này. Hôm nay thì tôi đi cùng cả Tuyền với cả anh Hải. Anh Hải là người đầu mối. Tôi sẽ hỏi cô này xem là có biết nhà của tiền thủ Vũ Tiến Long ở đâu không. Ở đây là cái vùng thật sự là rất là xa so với cả thành phố, trung tâm thành phố. Thế là chúng tôi cũng phải đang tìm hiểu. Đấy là cô ạ. Cô, cháu hỏi cô có biết nhà của Vũ Tiến Long cầu thủ ở đâu không ạ? Ở đâu ạ? À, cô biết nhà cô? Ở trên này gì cô? À. Thế sao cô lại biết nhà cô? Cô ở đây, nhà người ở đây mà. À, nhưng mà cô có biết vừa rồi em nó đá trận ở vòng chung kết U23 châu Á không? Có. Thế trận vừa rồi ở đây có mọi người có xem không ạ? Xem hết, giống như lúc nào người ta cũng xem. Xem ở nhà của Vũ Tiến Long luôn ạ? Vâng. À đấy ạ. Thế là tất cả mọi người vừa mới biết Tiến Long hay biết lâu chưa ạ? À, Vũ Tiến Long là quê là người ở đây. Thì ở xóm này. Cháu đang hỏi là mọi người đã biết về Long lâu chưa hay bây giờ mới biết ạ? Ít lâu, lâu rồi. Gốc ở đây với đâu? Người gốc ở đây. À. Người gốc ở đây. Người gốc ở đây với tôi, với bố, mẹ nó, con chú, con bác, không biết ăn, không biết ăn. Đây là con chú, con bác. À, tức là mình họ hàng ạ? Ê. Vâng, thôi bọn cháu đến, bọn cháu thăm nhà của, cháu hẹn cả gia đình rồi. À, đây, đây. Ở đâu ạ? Đây, nhà cái nhà thứ ba đây, cháu chạy vô, trẻ đi cái. Đây là trẻ bên tí là nhà thứ ba, là cái cô cái cây tua là nhà nhà bà. Cái tua đang nằm ở đứa, nằm ở chỗ gì ngõ luôn. Cái ngã ba kia xong rẽ trái đúng không ạ? Không, đến đây thôi này. Đến đây ngay đây ạ? Ừ. À, cái nhà cháu cứ đứa một nhà thứ nhất, cái nhà thứ hai đấy. Qua con đường rẽ lên, con đường rẽ xuống ta rẽ vào đây. Vâng, ok, cháu cảm ơn. Ok mọi người nhá, các cô đã chỉ cho mình rồi, bây giờ chúng ta cùng di chuyển đến nhà Vũ Tiến Long xem sao. Được
Long xa nhà. Bọn tôi tìm được nhà Long rồi. Khi anh Hải đang đứng ở chỗ trước cửa nhà kìa. Ở đâu rồi anh? Nhà đấy à? Ôi mình đỗ trước cửa xe là người ta được học. Mình đây đỗ cửa nhà người ta gì đó. Đấy mẹ của Long kìa kìa. Mẹ của bạn Tiến Long nhá anh em. Rồi anh em bình tĩnh để tôi được đỗ xe đã. Rồi xin chào các bạn, thì lúc này mình đang có mặt ở trước cổng nhà của trung vệ hậu vệ Vũ Tiến Long rồi. Và giới thiệu các bạn, đây là bố của Vũ Tiến Long. Em chào anh. Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình? Anh tôi là Vũ Tiến Thắng, là bố của cháu Vũ Tiến Long. Vâng. Anh Thắng bây giờ đang làm việc và công tác ở đâu? Tôi bây giờ thì đang tham gia công tác xã hội. Bây giờ hiện tại là đang làm trưởng phố phố Bình Thường. Vâng, các bạn thấy là đây là bố của Vũ Tiến Long đang là trưởng trưởng của dân khu phố ở Bình Sơn, tỉnh Bình Sơn. Vâng. Hôm nay thì em cũng rất muốn là anh giới thiệu cho mọi người biết được là Long đang sinh sống ở một nơi như thế nào. Đầu tiên thì anh có thể giới thiệu cho mọi người biết là mình, gia đình mình sống ở đây lâu chưa? Long ở đây thì năm bao nhiêu? Chưa bao giờ. Xin chào tất cả mọi người, là tôi là bố của Vũ Tiến Long. Đây là căn nhà mà bao nhiêu công thức của gia đình, của ông bà tỉnh táo và làm năm 2013. Đây thì nhà này còn thô sơ nhưng mà cũng là vay mượn anh em giúp đỡ thì cũng phải có làm nên gọi là 180 m², 180 m². Mấy tầng ạ? Hai tầng là một tổ ấm cho các con. Mà thực chất thì nếu mà được nghỉ ngơi ở nhà nhiều thì con cũng ít, thì từ năm cháu lên 7 tuổi là 2 lần. Thực thường là 1 năm thì con cũng về 2 đến 3 lần. Nếu như mà không có cái dịch bệnh như vậy thì phải thi đấu ra xa nhà tầm 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 bộ và chỉ mời mọi người là nhà mình là Long là có thêm một em nữa đúng không ạ? Giờ có hai em bắt nhau 1 năm. Vâng. Hiện tại Long là Hoàng. Thì Hoàng quê của nó từng tập bóng tại câu lạc bộ quay bé mà có chấn thương thì họ đã về, bây giờ đang ở nhà. Đây các bạn thấy là ở ngoài sân nhà mình thì có một cái sân rất là rộng, và bên cạnh thì em thấy có một cái khoảng sân rất là rộng nữa. Không biết là cái mục đích sau này của nhà mình là như thế là thế nào? Đây là cái này không phải là bố mẹ mà ông bà cái lại cho bố mẹ. Bây giờ là trước mắt là mới là tạm xây dựng một cái chỗ nó nhất định để cho gia đình sinh hoạt. Còn cái này thì nếu như không có gì thay đổi, nhưng bây giờ đây là dự án, đã được đánh giá rồi. Gia đình bố mẹ ông bà chính là có hai anh em, có hai cái nơi để mà sinh hoạt. Các ngày các con mà lập bài giá thất con vợ thì bây giờ giá đâu thì cũng chưa làm được, nhưng mà bây giờ đây là cái nhà đây ở ngoài, nên là có em có hoa và do dự án đổi dạng người đầu bây giờ vào phòng khách rất là rộng. Thì anh có thể giới thiệu qua một chút là cái khu phòng khách của mình. Đấy, những cái kỷ vật rồi là khuôn viên phòng khách là như nào? Thì thế này, bây giờ là ví dụ như mà nhà thì gần 200 m², nhưng mà thực chất cái diện tích sử dụng thì nó không có nhiều. Dạ. Vì phòng khách cả chiếm 1/4 của diện tích nhà. Thứ hai là cái khu nhà thì cũng không có thiết kế. Dạ. Lúc bây giờ là tự nghĩ tự làm. Tự làm. Mà giờ cái phòng để mà sinh hoạt thì chỉ có 2 phòng. Dạ. Phòng trên bên này ở nguyên phòng thờ thì gia đình tôi với tôi có lại là chúng họ. Dạ. Là con người. Dạ. Cho nên là dành những cái không gian cái tầng trên cho phòng thờ phòng tiên. Dạ. Còn có một phòng ngủ bên trên là dành cho các con Long. Đấy. Thì đằng sau của bố Long tức là rất là nhiều những cái kỷ vật. Các bạn thấy là không biết là anh Long có chia sẻ xem là những cái gì mà Long gọi là cảm thấy là giá trị và quý giá nhất không ạ anh? Có, bởi vì thế này, sau khi mà gia đình định hướng cho con đi theo cái nghiệp
vận động viên. Từ khi cháu học lớp 5 lên lớp 6 thì trước đó là cháu đã theo cái môi trường bóng đá. Trước đây cháu hay đá ngoài bãi biển. Và sau cái thời gian mà đi học thì lúc đó là trường có tổ chức cái giải phụ đồng của trường. Cháu là các thầy ở thành phố đấy cũng tạo điều kiện đưa cháu đi giao lưu. Bây giờ là trường của cháu đọc giải 3. Thì giải 3 xong thì sau khi các bệ tinh của Viettel về tuyển trạch, cháu cũng cử vào lò Viettel và tập tiếp tục tập ở nhà 1 năm. Sau khi đến đủ tuổi mà chủ quán người ta lấy thì cháu bắt đầu ăn tập tập trung tại Viettel. Năm đó là lớp 5 lên lớp hết lớp cuối năm lên đầu sau. Gia đình làm tục đưa cháu ra Viettel. Thì anh có thể chia sẻ rằng là với Long ấy, thì không biết là Long có thấy là cái ở đây có rất nhiều kỷ niệm, ví dụ như là thẻ để tham dự giải đấu này, hay là những tấm huy chương này, thì không biết Long có chia sẻ với cả nhà mình xem là đâu là cái món đồ lưu niệm mà Long cảm thấy là quý giá nhất hay là thích nhất không ạ? Nói chung là đây có thú thì có động tham gia nó nhiều cái chơi giải, buồn cũng có rồi, vui cũng có thì các anh biết rồi, nhưng mà thực chất những cái điều mà cháu mới ấy thì cũng như tôi đã nói rồi, có một lần mà cháu đi làm cái nhiệm vụ của câu lạc bộ ấy. Thì câu lạc bộ chủ quán là Hà Nội, lúc bây giờ là Hà Nội đá trên sân Mỹ Đình, thì cháu cũng nằm giữa sân và có nói một câu là ước gì khi nào mà bản thân mình được đứng trên sân vận động Mỹ Đình và hát quốc ca Việt Nam tương như các anh. Nhưng mà không ngờ là cái ngày mà vui nhất là ngày mà đội đá SEA Games 31 mà đá trận với Thái Lan thì cháu đã làm được đó. Nhưng làm được đó rồi thì cái động lực cá nhân của cháu là một phần, nhưng phần các thầy qua các thời kỳ mà câu lạc bộ thì các cháu và bạn cháu phải phấn đấu được rất nhiều, đó là cái niềm vui của cuộc đời của cháu. Tức là cái giấc mơ đã trở thành sự thật khi mà nằm ra sân Mỹ Đình, ước mơ là hát quốc ca, hát quốc ca được thi đấu. Anh có thể cầm một cái huy chương vàng cho bọn em huy chương vàng SEA Games 31 đấy, Long được treo rất là trang trọng bên trên. Đây là huy chương vàng của con. Sau khi cùng các anh thi đấu và đạt kết quả này thì cái này là giấc mơ trở thành sự thật, đúng không ạ? Giấc mơ trở thành sự thật. Và ngoài ra các bạn thấy bên cạnh có một tấm thẻ tham dự giải đấu, chắc chắn đây là một tấm thẻ mà Long rất là yêu thích. Với gia đình mình chắc chắn là thế, còn với cái gia đình mình thì chắc là đây cũng là một cái món đồ mà giá trị nhất, đúng không ạ? Đúng rồi, bởi vì là đó là rất là ý nghĩa cả gia đình và dòng họ cũng như bà con làng xóm khu phố, cũng như nhà mình nói chung và sản thôn nói riêng, là các thầy các thầy thì có bao nhiêu thầy, nhưng mà thật sự là với gia đình không nói gì hơn, con tôi được ngày hôm nay là cái sự phấn đấu của con là một phần những cái công rèn rũa của các thầy từ các bậc đỡ ưu tiên những câu lạc bộ thì rất là trân trọng. Rất tuyệt vời. Ngoài ra các bạn thấy là xung quanh thì cũng có một số những cái bức ảnh. Ở đây bên trên là đại gia đình của nhà Long. Đó, có ông bà, bố mẹ và Long cũng như là em trai của Long. Đó. Rồi, ở đây là chương trình thăm nhà của các bạn. Nếu như thế mà chúng ta hãy cùng đi tham quan thêm một chút xem là ngoài phòng khách ra thì chúng ta phòng khách rất là rộng, các bạn thấy là có ghế rất là rộng và tivi. Ngoài ra thì anh có thể giới thiệu cho mọi người biết xem là nhà mình có những cái đặc biệt là em rất quan tâm cái phòng của Long nghỉ, không biết là Long nghỉ ngơi ở căn phòng như nào? Nên là con ở bên này nhưng mà thực chất thì không thường xuyên, không thường xuyên về về dạ. Nên là nó cũng hơi bế bộn, cũng không bế bộn gì lắm, nhưng mà cũng có đầy đủ những cái đồ sinh hoạt của con, nhưng mà một năm đấy mà nếu như không gì cả thì thường xuyên là con phải xa nhà. Dạ. Thì Tết thì tầm 25-27 được về, ngày mùng 3 cũng phải đợi tung rồi. Thế câu lạc bộ về tháng 2 là thường là đầu đã nhít thì đã các câu lạc bộ hết thì đã rồi. Dạ. Còn như mà gì cả thì con mới thực về một sinh gia đình thì cái thời gian mà con nghĩ là con ở nhà dính bằng ngày chứ không có tháng, không được nhiều, không được, cũng có nhiều. Tại còn không gian nào mà anh muốn giới thiệu để cho mọi người khán giả có thể biết được, ví dụ như phòng bếp của mẹ của Long là có nấu ăn như nào? Đây là nếu mà bây giờ không vướng cái dự án thì tôi giới thiệu được cái không gian mà ngày xưa con nó thường đá bóng ngoài bãi biển thì là rất đẹp, nhưng bây giờ có cái phần mà thành phố và tỉnh Thanh Hóa đặc biệt cái dự án cái quy hoạch rồi. Bây giờ có một cái phần nó bị xáo trộn,
cái quy hoạch của dự án. Thế nên là bây giờ cái sân chơi của con thì không còn con đến ngày xưa nữa. Dạ. Còn đây là cái ân phòng của vợ chồng tôi, mà cũng là con được làm tập. Vâng. Thì chắc là đây không ăn đâu, cái gì là không ăn đâu mà. Không, nhưng mà mọi người cũng rất là muốn quan tâm, nhưng mà từ bé đến lớn mà Long sinh hoạt ở trong cuộc sống như nào, gia đình ra làm sao. Đây, rất giản dị thôi, cũng có bếp rồi. Em sẽ phép bật chút đèn lên cho nó. Rồi bếp này, tủ lạnh này, đó đằng sau có nơi để bát đĩa. Chắc là mọi người hay ăn cơm ở đây hay ăn cơm bên ngoài? Ăn cơm bên ngoài. Ăn cơm bên ngoài. Đúng là đây là cái phòng của ông bà. Ông bà nội là bố của anh, nhưng mà do cái điều kiện bây giờ chưa dễ mở mang rộng thêm thì là gặp phải ở tạm. Bây giờ khi nội em là dự án đấy thì gia đình sẽ đi chuyển ra nơi mà tái định cư mới. Tóm lại là đây sẽ là nơi sau này chúng ta sẽ không còn được ở đây nữa, dự án rồi. Vâng, chúng ta cũng di chuyển ăn ra bên ngoài xem là không biết là Long nghỉ ở đâu. Rồi lên gác để xem nơi nghỉ ngơi của Long. Về nhà cũng ít thôi, nhưng mà chắc là cũng phải có chỗ nghỉ cho anh đúng không? Có. Đây bên kia là phòng thờ, đây là phòng Long. Đấy, phòng nghỉ của Long cũng rất là đơn giản thôi. Còn thấy mọi một tuyển thủ U23, tuyển thủ quốc gia của chúng ta. Đấy, nhưng mà tại thế là với một cầu thủ trẻ như này thì mọi thứ vẫn còn đang rất là mới. Thực ra là Long mới cũng chỉ mới được giành được một cái tấm huy chương vàng SEA Games của là cao quý nhất. Và bây giờ đang trên con đường cố gắng để chinh phục những cái gọi là thành công tiếp theo. Có lẽ là như này các bạn đã đủ hiểu rằng là Long giản dị như thế nào rồi. Long ở đây thì cùng với là em trai hay là hai anh em. Đấy, cái mà bố của Long mong muốn nhất đúng là giới thiệu cho mọi người cái sân đá bóng của Long hồi bé đúng không? Đúng. Nhưng mà rất tiếc là nó không còn nữa. Ngày xưa Long hay chơi trên sân bãi cát đúng không? Bãi cát. Ok, chúng ta cùng di chuyển xuống bên dưới. cơ hội để thi. Nếu bây giờ là năm đi lớp 3, lớp 4 thì nhà trường như là đại học Trường Sơn có cái giải của giáo đồng là thi đấu giữa các nhà trường với nhau. Cháu là được các thầy nhà trường dẫn đi thi đấu là trường giáo đạt giải 3 của cái khối trung học thành phố này. Sau cái kỳ đó thì vệ tinh của Viettel cũng về cái mở tuyển tạch ở tại Trường Sơn và Thanh Hóa là hai cái đầu cầu để mở cái lớp đó. Thì lúc giờ là giờ vì cái niềm đam mê hay là thầy cũng giới thiệu tôi là bản thân người tôi thì con đam mê thì chiều con đưa xem ra xem cái mức độ con mình nó thế nào. Thì ra đi thi đại thì con trúng vào cái lớp năng khiếu của Viettel. Nhưng mà trúng lúc bây giờ là cũng chưa lấy, cách một năm sau thì gọi là bây giờ là tôi vào Viettel cái đấy. Thì khi con học hết lớp 5, lớp 6 là thông báo gia đình đưa cháu ra nhập học và làm tục hiệp đồng như mọi bạn pháp lý. Còn đời cầu thủ của cháu thì cũng thăng tầm cũng rất là nhiều. Thì ra ăn tập đầu tiên là tập ở Trường Chinh. Trường Chinh thì chắc là được khoảng 1 năm, 2 năm nữa đó thì trung tâm theo thành lập cái bây giờ là chưa phải là tập đoàn thể thao và treo đâu mà mới là ấy thôi. Lên Ba Vì Thân Tây
Học Bình những gì mà gọi là Học Bình Xuân Mai, Xuân Mai. Dạ, tập tiếp. Xuân Mai bây giờ là tập đoàn chính là ở đâu? Dạ. Thì bây giờ là tập đoàn Viettel ở đấy mà. Kinh có 2-3 thời giám đốc. Dạ. Thì cái tin về cái lưu thủ của 22 của Long ở Viettel là thật sự là không may mắn như các dạ. bạn hay các em trước của cơ sở. Dạ. Bởi vì sau khi chuẩn bị đấy thì Viettel có những cái bí động nhất định. Dạ. Lúc bây giờ thì các thầy của con thì không phải là một thầy nhất định, mà đầu tiên là anh Hồng Sơn, một trong những ngôi sao bóng đá Việt Nam mà tất cả 90 dân Việt Nam đều hâm mộ thầy. Với tư cách là một người thầy mà anh làm, anh Sơn, anh Dũng, anh Minh Dũng. Thì qua bao nhiêu cái 3 năm thì con cũng thay đổi khoảng 4 năm thầy. Thì có những cái là cái biểu hiện cũng như là từ cái đó đang như là phát triển thứ hai là xa nhà sớm tỉnh táo thì các con không thể phát huy hết được, hay là có những đường vãi chứ đừng nói là còn mắc lỗi. Mà do cái cơ chế thì cái điều mình theo bây giờ mình không có nói là kém hay cái gì đó cả, nhưng mà do cái nhiều cái thay đổi về chuyên môn theo thì các con là vì bóng đá là như vậy, nó phải luôn luôn đào thải, nó phải luôn vận động đào thải, chứ không phải là anh cứ vào được là anh nằm một chỗ là được. Bây giờ thì tôi được điện thoại của thầy, bây giờ là Thanh Phương là huấn luyện viên trưởng của cái lớp U13 U15, như thế là ban giám đốc của tập đoàn Viettel mời gia đình ra, cứ nói thẳng là bây giờ là thành hiệp đồng, đối với Bùi Tiến Long là tôi là đại diện pháp lý là bố ra. Ban đầu là tôi nói vì điểm vui nhất là con được đứng thân với mình đã trận chung kết với Thái Lan và cùng các anh giúp anh cũng như thành huy chương vàng tại Việt Nam thì sẽ ăn vào bốt và cái kinh nghiệm mà buồn những cái lần đó, nhưng mà đáng nhớ nhất nếu có khi nào cũng vì cái chữ đó mà bây giờ con mình nó cũng thành đạt cái nước cái gọi là vững chãi như ngày hôm nay như vậy. Nếu bây giờ là đầu tiên là con thanh lý thì thật sự đau đến tôi rất buồn. Đúng như bản thân tôi nói là trong bóng đá thì nó có cả vui có vui cả buồn. Bây giờ chúng ta có lẽ là cái chặng đường của Long nó rất là dài, nhưng mà cho em hỏi là bây giờ cái thời điểm này thì Long có về hay là Long có chia sẻ về cho anh chị xem là thời của huấn luyện viên mới này thì Long được chơi ở vị trí khác biệt một chút, đó là vị trí hậu vệ cánh phải dựng lên rất là cao. Thì không biết là có thay đổi đấy thì Long có chia sẻ nhiều không? Quan điểm của tôi cũng như con thì chỉ gọi điện cho con và động viên và góp ý những cái mà về cái mặt về lỗi và cái việc mà chuyên môn của tôi không bao giờ tham gia chính vì vậy, bởi vì với khả năng của con mình tôi cơ bản là mình cũng rất rõ con tôi ở lơ chỗ nào, bây giờ là vì cái đấu pháp cụ thể từ mình đâu, còn với việc là thường thì Long là cái người như vậy mà với con nó không rất là nội tâm, không rất nội tâm đấy, là và cho bố mẹ ông bà chia sẻ bố mẹ cũng như con là phải phấn đấu và hôm nay là cái ngày hôm nay là đạt rồi đấy, như vậy nhưng mà mình phải phấn đấu, phải làm chủ, phải phấn đấu để làm sao mà chơi như vậy. Nhưng về các cầu câu lạc bộ bây giờ hai ba con Hà Nội con về ta còn trẻ để được các thầy các anh tin tưởng và giao cho con một cái chỗ đứng đỡ câu lạc bộ không hiểu đâu yên tâm hơn, cũng như là gia đình có cái gì mà con cần nữa đó, đó là như vậy. Chứ không phải là cái kỷ mốc này mà các con đạt cái mốc nào kia mà rơi lại. Quan điểm của tôi là nào phải nhắc nhở và thường nhắc nhở. Tất nhiên là vui rồi, phải quen nó đi để bước đầu tiên cái tàn khác, chứ không phải là vui trong chiến thắng rồi lại là cái tập luyện là không được. Nhưng thật sự là được cái là con thì nó cũng thay đổi qua từng trận đấu để được thầy được các anh giao cái nhiệm vụ gì đó thì gần như là không phải là 100% đấy mà cũng được 56% trong cái lối chơi của con. Thì vì vậy thì các thầy đặc biệt là thầy Bắc cũng như thầy bây giờ thầy tin tưởng giao cho con. Còn tất nhiên là như lứa của Long là anh sẽ là một người chơi bạn hay
Theo cứ đến với tôi đó là như vậy. Nhưng trong những cái bóng đá thì mỗi thầy có một cách nhìn nhận nó khác nhau. Chứ không phải là mình cứ nghĩ là nó đã là ấy rồi, nhưng không phải. Còn phải học tập, phấn đấu và rèn rũa nhiều. Và giống như trong chúng ta thì tôi không nói nhất được về cùng với các anh giáo được giáo cùng các anh Văn Quyết, anh Thành Trung, rồi anh Đức Huy ở câu bộ nó còn gì có nhiều cái để còn phải học. Cái gì đó thế thì đó phải là cái quan trọng. Cứ theo của con nó phải. Câu hỏi cuối cùng mà em cũng rất là muốn anh chia sẻ một chút là em được biết là Long cũng đã có con, có vợ, thì không biết là hiện tại là vợ con Long là có hay về để thăm gia đình hay là như nào? Cái lần này thì với cách là người bố thì Long hiện tại là có một cháu 4 tháng tuổi, 4 tháng mấy, 4 tháng là 7 tháng ngày, hôm nay là 10, nhớ nhầm tôi nhớ nhầm là 4 tháng 8 ngày, là cháu nội tôi. Nhưng là cái số cũng như là cái gì đó mà cũng bây giờ là với bản thân người bố người mẹ thì có những cái là không mong muốn cái gì mà nó thấp nhất, nhưng thực chất thì con là cũng thành rồi, và lớn rồi. Quyết định cái việc mà sinh gia đình là việc của cá nhân con là chính, chứ bố mẹ thì một phần nào thôi. Còn đối với vợ Long bây giờ chắc là gia đình chưa tổ chức cưới vì do dịch, chưa tổ chức có con được, nhưng mà chắc thì hai bên gia đình con là người một nhà rồi. Mình cứ thường xuyên mà 5-3 ngày ấy con dâu lại đưa cháu vào chơi ông bà nội. Bởi vì thực chất thì bây giờ tại chồng xa nhà, mà ở đây thì có nhiều cái thì không phải nói thì nói anh em biết rồi, nhưng mà cứ 5-3 ngày là cháu lại vào với ông bà nội rồi lại về, sau vài ngày rồi cháu lại về, rồi cháu mình lại ra thăm cháu. Em cảm ơn anh rất nhiều, hôm nay chia sẻ rất là nhiều. Bây giờ chúng ta cùng ra để gặp mẹ Long một chút, gọi là biết tất cả những rất nhiều câu chuyện của bố Long, bây giờ ra mẹ của Long một chút. Em muốn chị chào khán giả một chút, vì các bạn khán giả chắc là cũng rất là tò mò xem là mẹ của Long như thế nào. Đây thì đây là mẹ của Long, chị giới thiệu một chút về bản thân mình ạ. Vâng, em chào tất cả khán giả. Dạ. Chị tên là gì ạ? Em tên là Hằng ạ. Tên đầy đủ ạ? Lê Thị Hằng. Hiện tại mình được biết là mẹ của Long cũng đang làm những công việc nội trợ tại gia đình, họ vươn vững chắc để cho gia đình cũng như là Long phát triển sự nghiệp. Long, chị có muốn gửi một lời nào đó đến thứ nhất là Long, thứ hai là vừa rồi thì khán giả chắc chắn là rất là quan tâm đến cái màn trình diễn của Long, đặc biệt là cú sút sau cú sút vào lưới Hàn Quốc thì mọi người cũng rất là quan tâm đến cuộc sống của Long. Thì đầu tiên là chị hãy gửi lời một chút đến các bạn khán giả trước đi ạ. Mời chị. Vâng, em xin gửi lời trước hết là cũng bố mẹ cũng không bất ngờ là con nó xuất quả bóng hay đẹp thế, và bây giờ con xuất quả bóng vào cũng làm cho tất cả mọi người trên cả thế giới đều bất ngờ. Thì mẹ cũng chúc cho con là sự nghiệp của con là tiến tới và cố gắng phát triển để sau này có phát triển tương lai sau này, để cho người dân khán giả hâm mộ và vui. Ok, mẹ Long là đầu tiên lên hình. Đầu tiên lên hình trở lại phỏng vấn. Vẫn là bơ ngơ không giao. Ok, các bạn hy vọng rằng chúng ta sẽ còn tiếp tục được chứng kiến Long, Vũ Tiến Long tỏa sáng hơn nữa, và cũng em cũng chúc cho gia đình mình lúc nào cũng mạnh khỏe, nhiều niềm vui, thật nhiều may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi, rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video thăm nhà Vũ Tiến Long trên kênh Tết Trần TV. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.